Vừa qua, Bộ Y tế cho biết đã có các công văn gửi các tỉnh thành cập nhật danh sách các test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng, cũng như giá bán do đơn vị cung ứng công bố. Việc thông báo này để các sở y tế các đơn vị chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế thực hiện công văn số 604 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để nâng giá, đổi giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường. Với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm, trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2, Bộ Y tế yêu cầu cần chủ động nguồn hàng, có kế hoạch ổn định, dự trữ nguyên liệu, tăng cường sản xuất, nhập khẩu đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm về công bố giá và rà soát công bố giá theo quy định, xem xét giảm giá bán sinh phẩm, trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch. 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, bao gồm một xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 sản xuất trong nước, 15 loại nhập khẩu. Test nhanh sản xuất trong nước được cấp phép là TrueLine COVID-19 AG Rapid Test, xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tị hầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Medicon, giá bán công bố gần 100.000 đồng một test. 15 loại test nhập khẩu gồm 1. FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test của Trung Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tị hầu của người do hai đơn vị nhập khẩu, một nơi giá 109.200 đồng một test và một nơi giá 4,625 triệu đồng một hộp 25 test, tức 185.000 đồng một test. 2. BioSynex COVID-19 AGBSS của Pháp, xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tị hầu, giá 135.000 đồng một test. 3. VTrust COVID-19 Antigen Rapid Test của Đài Loan, xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch tị hầu, giá 160.000 đồng một test. 4. COVID-19 AG của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên trong mẫu dịch tị hầu, giá 175.000 đồng một test. 5. BioCredit COVID-19 AG, mã sản phẩm G61RHA20, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tị hầu của Hàn Quốc, 175.000 đồng một test. 6. CareStar COVID-19 Antigen của Mỹ, xét nghiệm mẫu dịch tị hầu, giá 130-150.000 đồng mỗi test. 7. GenBody COVID-19 AG của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu dịch tị hầu, giá 135.000 đồng mỗi test. 8. Asan Easy Test COVID-19 AG của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu dịch tị hầu 150.000 đồng mỗi test, chưa tính thuế giá trị gia tăng 5%. 9. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng, 2,92 triệu đồng một hộp 25 test, tức khoảng 116.800 đồng một test. 10. PanBio COVID-19 AG Rapid Test Device của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tị hầu, giá khoảng 170.000 đồng mỗi test, chưa tính thuế giá trị gia tăng 5%. 11. S-Fly SARS-CoV-2 của Nhật Bản, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, giá khoảng 190.000 đến 200.000 đồng một test. 12. Standard Q COVID-19 AG Test của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tị hầu, giá 4,95 triệu đồng một hộp 25 test, tức khoảng 198.000 đồng một test. 13. Humacis COVID-19 AG Test của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tị hầu, giá 198.000 đồng mỗi test. 14. SGT Flex COVID-19 AG của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu dịch tị hầu, giá 160.000 đồng mỗi test. 15. PanBio COVID-19 AG Rapid Test Device Nasans của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tị hầu, giá khoảng 152.000 đồng một test, chưa tính thuế giá trị gia tăng 5%. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.